Ok anh ơi, đang báo qua quốc luôn viên tình ban kim rưỡi với lại một cái phôi đọc sách 50 100 vạn rồi. Rồi. Rồi, ok. Lại quốc cho anh em xem một lấy cho mấy viên tình nữa nè mày. Rồi, đủ phôi đủ phổi nè mày. Đủ gì đâu mà đây. Hiện tại nói chung thì sau khi gom góp đầy đủ thì bây giờ chúng ta sẽ đọc cái đao mộc bài hộp 3 dòng nha mày. Tốc 30, đọc sắc ngoại, sắc thương phần trăm và tiếp tục dòng thứ tư sẽ là đọc sắc nội công nha mày. Rồi dòng cuối cùng có thể là sinh lực, tại vì là sau này có thể chơi được năm động nha, có thể chơi được năm độc trướng nha. Nên là Khải ép cái đao này đỡ một đầu tiên là bây giờ đánh hướng đao tốc độc sắc theo yêu cầu của người anh em Nhật Đinh Anh ưu tiên yêu cầu nha mọi người. Rồi người anh em đã donate Khải 20 kim thì tôi khô máu nha. Rồi ép ba chút tiên, Khải ép ba dòng trước nha. Ba dòng trước là tốc độc sắc và sát thương phần trăm. Rồi sau khi Khải tìm được cái foil này Khải mua 1,5 kim này. Rồi hiện tinh ba anh em cũng biết rồi, vừa rồi mua 1 viên 1,5 kim thì trung bình cho 1 viên 1 kim này 6 viên là 6 kim này đó. Hiện một này 3 kim này nè, nó 6 kim này, 3 kim này, 9 này, cái này cho 1,5 kim nên 10 kim này. Rồi đầu thì tinh hiện tinh phúc viên trong này 5 kim nữa nè, 200 bình này 5 viên nữa này. Rồi nói chung là trung bình là ép 3 dòng thì khoảng tầm 20 kim quay đầu. Rồi ok, hiện một ấn một rồi, hiện hai này. Rồi bây giờ phải lấy thêm khoảng chục viên thì tinh anh em, chục viên đúng rồi, còn 12 viên thì tinh nữa, 12 viên tinh khoảng tầm 6 kim nữa nè. Nói chung là trung bình là ép 3 dòng thì khoảng tầm 22 kim. Ok, lấy thêm 6 viên thì tinh nữa, ép cho anh em xem nha. Anh em đang theo dõi trong live ủng hộ chơi nè mày. Hiện tại server không có đao 6 dòng nè mày, đao 5 dòng là full nộp nè mày. Rồi đao full 5 dòng là mất ọp rồi nè, server không có đao 6 dòng, chưa có 6 dòng, mới có ra 2 tháng chưa có 6 dòng rồi. Rồi à, cái kích đó là cái kích độc sắc nè, bù lại cái cây này độc sắc 50 nè. Hôm nào nổ hũ tớ donate Khải 30 kim. Ok Hiếu là vui ơi, ok người anh em ơi, anh em cứ thích máu chơi cùng luôn như thế nào cứ chơi như thế nào cứ lên rồi anh em mình chiến đấu thôi. Đã giờ người anh em đã donate thì bây giờ mình phải phục chiến đấu với anh em thôi. Rồi sau khi đã tham khảo xong rồi bây giờ anh em chúng ta bắt đầu ép nha. Chung thì cho anh em xem luôn, nói chung video này anh em xem là chắc chắn anh em sẽ biết ép được, chủ yếu là anh em như thế nào thôi. Đây lại đi có cho thằng em nó xem nè, cho nó hóng nè, còn muốn ra YouTube sao không được đó. Rồi ok bây giờ cũng là chúng ta sẽ phúc duyên trước, phúc duyên anh em ơi, hơi chặt chỗ rồi nè. Rồi đầu tiên thì Khải sẽ rút mấy cái này trước cho nó chặt khỏi chặt chỗ nè, lấy nè. À, tóc nó đánh 20 nè, Khải sẽ lấy một hiện tinh một, ấy một hiện tinh ba chứ. Độ chặt chỗ quá nè mời. Rồi chúng ta cứ gom lấy bớt cho nó khỏi chặt chỗ rồi. Tinh ba, một hiện tinh nè, tóc nè, hiện tinh ba nè, hiện một nè, nên mình cũng viên đại nè. Hiện một em lưu ý cái vấn đề này, cái cục hiện một này 3 kim đó nè mày, nếu mà rút hút sai là mất tiền phí rồi nè. Hiện tinh một này 1 kim nó là 4 kim, nổi cái dòng này không gần 4 kim 5 kim đó nè. Anh em có nghĩ 3 dòng thì bao nhiêu tiền phải không, đơn giản không nè. Rồi xong nè, tiếp tục nè, hút dòng độc sắc nè, giáp nè, độc sắc phải hút 50 bình phút viên 5 thủy tinh, nó hút khô máu rồi nè, mà dòng độc sắc hút gần ép dòng độc sắc gần 10 mấy 20 kim đó nè. Nói chung quan trọng nó là dòng độc sắc thôi nè, còn lại mấy dòng kia không quan trọng nữa mà. Độ dòng độc sắc này hút căng nha. À, khô máu rồi nè mày. Khải đang quyết định khô máu của dòng này. Độc sắc nè, hiện tinh 1 nè, 5 thủy tinh nè, và 50 bình phúc duyên nữa mày. Tính sơ qua 5 viên thủy tinh là 2,5 kim nè. 50 bình phúc duyên này á là nó dao động khoảng 1,5 kim nè. Thì nội thủy tinh này là nó đã mớ tiền nè mày. Thủy tinh này nè, phúc duyên này chỗ cái cụm này không là gần 5 kim nè. Cái này 1 kim nữa sống nè. Rồi độc sắc ngoại công 50 nha, hút nhanh đập nhanh cho anh em xem luôn. Nói chung là do phẩm mới đây, má phẩm 9 dùng cái đồ, má phẩm chá phẩm 8 nè mày, với phẩm 8 thì độc sắc với 41 42 nè mày. Má phẩm 8 ok, tục dòng sát thương, sát thương hiện 2 thường 2 cái sẽ đập 5 viên, rút 5 viên. Phòng 8 cố gắng cái đó mà hơn là phòng 9 thì nó lại cao nè, nhưng mà nó ra phòng 8 thì chịu phòng 8 thôi. Khải chơi phòng 8 thì năm ơi, Khải không có chơi phòng 9 nha, chơi phòng 9 nó tốn tiền lắm rồi. Tại vì mình phải đọc từ 38 lên 9 nữa, rất là tốn tiền. Thôi mình
cố gắng lên coi 4x là được rồi. Rồi thương nè, đúng rồi Dung Anh, cái này là theo công thức rồi, hiện hai em hiện hai sát thương nha, hiện hai sát thương nha, phẩm xấu nè. Rồi xong ba dòng rồi, rồi bắt đầu ép nha nè. Rồi nhảy thành cái lấy lọc, lấy lọc, lấy giếng rồi, lấy giếng rồi, lấy giếng quay về nè mày. Rồi dòng tóc nè, bây giờ sẽ bắt đầu hình tinh một động này, kích một thần tài ngay cho nó có giếng rồi nè. Rồi vô khám nè. Rồi một nè, tóc 30. Ủa thiếu tiền không phải lộn, thiếu tiền nè, khám nè. Tinh một hiệu một, dòng một thì ép 5 phút viên là lên thôi nè. Ba mươi nè, ở đến độc sắc nè mày, dòng quan trọng nè, khám nè, hiện tinh một nè, phẩm 8 nè, full thị tinh nè. Ngày mai thì được được đánh đau động nè mày. Rồi chơi khô máu đau động nè, à, phẩm 8 nói chung là thấp lắm nè mày. Mình hiện tại không có hiện tinh nên là phải chấp nhận là thực sự là không có hiện tinh, mua hiện tinh nó mắc quá, mua không có ai bán luôn á. Cho phẩm 8 xác định nè. Rồi ui phẩm 8 nhiều điểm, nhiều điểm, nhiều điểm nè em ơi, nhiều điểm nè em ơi, nhiều điểm nè em ơi. Anh em xem live đang cho một like chia sẻ ủng hộ chơi nè em ơi, nhiều điểm ra, nhiều điểm đây, nhiều điểm ra nè em ơi, nhiều điểm, nhiều điểm, nhiều điểm, nhiều điểm, nhiều điểm. Ốm là siêu ốm là siêu phò á, này 37 là cực yếu luôn, đồng 37 điểm cực yếu luôn nè em ơi. Ui ôi trời, quá đẹp, quá đẹp nè em ơi. Rồi xong rồi, mà chém nát thông kia nè em. Rồi ok, đọc sách 50. Rồi dòng cuối cùng nè em ơi, động sát 50. Rồi phẩm 8 là động sát, phẩm chất 8 là động sát 50 nè. Rồi ok, ông mà đánh nát tống kim rồi. Rồi ok, tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi tiếp tục dòng cuối cùng đó, chơi 3 dòng nè, hiện tại khả năng quyết định là chơi 3 dòng nè, chơi 3 dòng thôi. Khải ép, khải ép cái dòng sát thương này 100% là cho nó ngậu nè, khải cố gắng ép dòng sát thương này 100% luôn nè, ép sát thương này 100% nữa khô máu nè, 100% nữa đổ cái đao này đánh đổ tống kim bay nóc nhà luôn nè. Rồi ép, cố gắng ép thêm phút viên nữa, đổ ép, ép hai cục viên này 100% này. Rồi hai cục thì tinh nha, một cục thì nó 97-98 rồi nè em ơi, nhưng mà hơn lắm mà lên thôi. Rồi cố gắng ép nó sát thương 100% nha nè, phẩm xấu thì tinh ba khô máu rồi. Rồi, 100% không nào. Ủa, vào là xì vùa, vào là xì vùa. Chờ vài dòng thôi, hiện tại bây giờ Khải không có nhiều hiện tinh là Khải ép dòng thứ tư nữa mà. Dòng thứ tư Khải sẽ ép đó là độc sắc nội, độc sắc nội, nội công. Nhưng mà hiện tại không có hiện tinh nữa mà, hết hiện tinh rồi. Hết hiện tinh rồi, anh em không? Hết mớ tiền không? Sạch sẽ, tại vì Khải đưa nguyên liệu vô là ép sạch sẽ luôn, em không thiếu cái gì luôn, không dư, không thừa luôn nè. Rồi, ép mạnh dòng sát thương luôn em ơi. Không ép 5 dòng kiếm 100 sinh lực nữa. À nhưng mà hiện tại không có hiện tinh người em ơi, không có hiện tinh biển nghiến ơi. Ui em ơi. Ồ 94 ok, cố gắng ép hết cỡ lần 94 em ơi. Rồi đẹp rồi, mang tấm kim đẹp rồi em ơi. Ồ Khải thì kiếm mấy cái phổ đào rồi, Khải đặt mấy cái phổ đào lên cho nó lên cấp 10 em ơi. Đợi tới nha. Rồi lên cấp 10 nha em. Anh em đang theo dõi đừng quên đỡ lại Khải một like chia sẻ ủng hộ cho em ơi. Đó một cái đào quá đẹp tuyệt vời em ơi. À, nói chung á, nhiều anh em bảo Khải ép dòng khắn lôi vào đi, thực sự là không có ép anh em ơi, phí lắm anh em ơi. Sau này nếu mà có chơi anh em đọc á, hoặc là chơi đường dài á, mình có thể bán lại cho anh em đọc xài được anh em ơi, chứ còn ép khắn lôi vô thì không ai xài anh em ơi, ép khắn lôi không ai xài cả, ép khắn lôi không ai xài, phí lắm. Rồi ok, đưa đao lên cấp 10 cho nó quá tuyệt vời. Đánh con lôn đao, con lôn đao đao mọc quá tuyệt vời luôn.
Rồi. Ấy lộn lộn, vô lộn vòng rồi. Thực phẩm cắm nam từ cả. Bỏ mấy cái này vô trong à. Phẩm cắm nạm nè. Bỏ mấy cái thời hạn vô trong nè. Hai nè. Ba nè. Bốn nè. Trời ơi, cho toàn nhiều đồ thời hạn dữ vậy. Chưa, chưa. Quá chậm quá đó. Áo gì? Tấm áo chiến sĩ làm như đây. Lò phẩm nội ghép. Ví dụ đoạn trừ kiểm tư này. Quá chậm quá đó. Chưa. Có cái này nước luôn không? Chậm luôn như vậy. Okay. Tại ép cái dòng kia là phải đồ không có thời hạn mới muốn ép được này. Mà. Nó dính trên rương khá nhiều đồ thời hạn quá. Bỏ bớt cái này. Đồ thời hạn nó dính chỗ này. Auto này. Bớt này. Bớt này. Bước nè. Rồi, ok ạ. Không khám nạm nè, bắt đầu khám nạm nè. Ê! Ê, còn dính cái này nữa. Đó, đưa đàn cấp 10 cho nè. Úi xời, nhìn đẹp trai ngay. 7 nè. Đưa vô cái này 100 lên cho nè. 8 nè. Mua cái foil đọc sắc nội công xem hồi nãy cấp mai F sau F. Ủa hồi nãy có cái đọc sắc nội công à. Ờ được, hãy đi dạo lại cái dòng à. 9 nè. 10. Ủa này có thấy cái đôi cái đọc sắc nội công à. Xong đang như nào. Mai nát. Bềm nát không kia. Mày mà nó không kìa. Ồ này có đọc sắc nội công chỗ này à? Có không nè? Dạ còn không nhớ nữa. Đọc sắc nội ngoại nè mà cái gì năm đọc đánh ok nè mày. Sau này có chơi năm đọc á cũng ok nè. Còn em ép. Hai con Ami nó còn vô anh. Sao em hai Ami nào? Không không nó chỉ cần một con thôi á, hai con nó xe phiên nhau thôi. Chứ không cộng dồn. Một con là sử dụng cái mộng điệp, một con là sử dụng yêu chính đích. Ừ, thì cứ nó khác skill là ok thôi. Còn chung skill là nó không cộng dồn. Con nào cao nhất nó lấy skill con đó em. Skill nào cao nhất lấy skill con đó. Đá mọc thêm lực tay không ạ? Đá mọc thì lực tay không bằng đau kim được đâu em ơi. Đá mọc thì xác định là không bằng lực tay đau kim được. Mà chém được phần đam nữa. Chém nó đỡ phần đam với lại nó sốc độc, đam nhanh với lại vô tấn kim thì đánh mấy người thổ nhanh chết lắm. Đánh mấy con lồn vô đam này nọ chém nhanh chết lắm. Rút độc gơ lắm. Đâu đang có độc sát rồi đâu sao tìm thấy ta. Đây nè. Đám này thì chưa kích được. Nãy em thấy cái độc sát nội công, ngoại công à. Quá đẹp nha nam ơi, cái đao quá đẹp nha nam ơi. Tưởng xuống 37, 38 nữa khóc luôn. Ừ, 38 khóc luôn. Nãy là ngoại công 49 dòng 2 đúng rồi, khả nhớ là ngoại công 49 chứ không phải nội nam ơi, không phải nội. Thành đầu tiên gần thợ rèn á. Ở đâu? Thợ rèn này có đâu có coi đâu ta. Rồi đỡ trong đó một nào ép sau nè mày. Bây giờ cái ép cũng không ép được nè mày. Bà cái phôi đã mua trong này 50 vạn, 100 vạn đầy mà. À đâu dành mua, không ai dành mua bán đó đâu. Má này bên mình ép thị tinh phúc duyên quá trời mà nó lên chỉ được 94 nè mà. Đó full thị tinh nữa, tiền nào vô nè, full thị tinh là phí tiền cơ luôn. Rồi ok. Đi dạ, cái áo gì đâu.
thủy này chân bạn cao quá. Ở thủy này Khải tìm áo thủy các bạn cho anh em xem. Ok anh ơi, Khải vừa rồi Khải anh tìm 200 cái event này, Khải quốc tìm 200 event rồi nhá này. Đổi thêm một kim. Anh tìm 200 event rồi. Được xem có duyên hình tinh nào nữa không? Hình hình cho tìm duyên hình tinh nữa sao? Đúng không? Duyên hình tinh là đập tiếp này. Ừ, test luôn cho anh em xem mà. Phải từ từ Khải đi tìm cái áo rồi nè mà. Thì mua thêm 200 cái băng, 200 cái đuôi tốt nữa. Rồi, 200 cái anh event đó. Rồi, tiếp tục anh này. À, qua ngày mới 14 phút rồi nè, 14 phút rồi. Ok anh em ơi, bây giờ chúng ta anh event nha nè. Rồi, 200 cái event tiếp theo nè. Vui xem thử có thêm viên hiện tinh nào. Mang 200 cái ra được viên. Ra được viên hiện tinh 2. Một viên tinh 2. Tinh 2 anh thua. Tinh 3 mà có kim. Không viên hiện tinh này. Tinh máy là 3. Chù, mấy thằng tinh 1 chịu luôn á. Tinh 1 50 xu ai thì mua chẳng. Bot. Này 200 cái giờ 200 cái rồi nữa mà, tiền nó lộ. Tiền sơm. Này. Cái lực mà bao không? Tên. Mạnh ăn. Cho. Tổ kinh nghiệm không có nha anh em ơi. Mạnh mới kiếm 120. Mạnh này cũng 5 kim su. 3 mạnh. Boss này được 120 su, 150 hả? Lỗ. Hiền tinh 500 su. Nhưng hiền tinh 1 bước luôn. Gặp một thằng bước luôn. Bước luôn nhà mau. Quà chưa được mở luôn. Chung không có gì nữa mà. Được kinh nghiệm. Hồi quà này nhớ mình nãy mình có mấy hộp mà. À đây 19 hộp. Mất hợp anh. Tiếng 1. Lộ. À sáng tiền. Ok anh em ơi. Chung là muốn kiếm viên hiền tinh đập nữa không có đâu mày. Này cho ra hiền tinh 1 bó tay rồi. Hình 2 phải đập hiền tinh 3 mới đập được anh em ơi. Hiền tinh 1 chịu á. Tiền thủ lộ. Tiền sơn. Rồi. Anh em bình không có gì anh em ơi. Được hả đi dạo dạo có cái đồ gì thấy không?